Chẳng qua đã quay trở lại với FB Channel, lại là mình đây. Và hiện tại trên tay mình đây đang có là một chiếc máy bị lãng quên đến từ nhà Samsung. Đó chính là chiếc Samsung Galaxy Note 20. Galaxy Note 20 là một cái sản phẩm được ra mắt cùng thời với sản phẩm Galaxy Note 20 Ultra. Tuy nhiên thì nó gần như quá phai nhạt và không để lại dấu ấn gì trong tim người dùng. Thế nên là đến thời điểm tại thì Galaxy Note 20 cũng không được tạo cái điểm nhấn về phần doanh số, cũng chả có gì gọi là nhiều thứ ngon nghẻ để người dùng phải quan tâm. Mà ai đã yêu thích dòng Note thì người ta đã mua luôn Note Ultra rồi. Nên là Samsung Galaxy Note 20 gần như bị lãng quên rồi các bạn ạ. Và trong video này thì mình sẽ cùng các bạn nhìn lại về sản phẩm Samsung Galaxy Note 20 để xem là bây giờ với sản phẩm Note 20 đang có một cái mức giá gọi là cực kỳ là tốt rồi, chỉ loanh quanh tầm là hơn 14 triệu thôi, thì nó còn đáng để mua hay không nhá. Và trước khi bắt đầu video, nếu bạn nào quan tâm về cái sản phẩm Samsung Galaxy Note 20 với một cái mức giá tốt nhất thì có thể tham khảo ngay tại cửa hàng của Di Động Việt. Tại vì hiện tại ở Di Động Việt đang sale sản phẩm Samsung Galaxy Note 20 với mức giá chỉ từ 14 triệu, hơn 14 triệu một tí xíu. Cũng như là Note 20 Ultra đang có một cái mức giá loanh quanh tầm là 20 triệu thôi các bạn ạ. Thông tin chi tiết đường link phần mô tả video. Còn bây giờ thì đánh giá về em nó thôi. Ok, sẵn tiện thì ở đây mình cũng đang có một chiếc Note 20 Ultra để các bạn có thể so sánh. Thì các bạn thấy rằng là khoảng cách giữa các sản phẩm Samsung Galaxy Note 20 và Note 20 Ultra nó quá xa luôn. Với chiếc Samsung Galaxy Note 20 thì thiết kế của nó không phải xịn sò, các bạn thấy không? Màn hình phẳng này, rồi độ phân giải màn hình của nó cũng chỉ dừng lại ở cái mức là Full HD Plus. Chúng ta sẽ không có tần số quét nhanh 120Hz, nên là những cái trải nghiệm sử dụng gần như cao cấp nhất thì chưa có trên chiếc máy này và chưa có trên chiếc Samsung Galaxy dòng Note này. Đó là một cái điểm cắt giảm cực kỳ là lớn và người dùng Samsung Galaxy Note tạm thời chưa chấp nhận được điều này. Còn về cái phần trải nghiệm sử dụng trên cái màn hình này ấy, thì mình thấy rằng là với độ phân giải Full HD thì hiển thị của nó vẫn tốt, tại vì nó dùng cho mình tấm nền Super AMOLED. Tuy nhiên thì 2K nó vẫn gọi là xịn sò hơn, 2K nó vẫn cao cấp hơn, đúng không các bạn? Và tần số quét màn hình của nó là 60Hz thì nó cũng tương đồng so với những thế hệ trước. Tuy nhiên thì nó chưa tạo ra cái điểm đột phá, cũng như là chưa tạo ra một cái điểm nhấn để người dùng lựa chọn. Thì nói chung đây cũng là một cái điểm trừ rất lớn đang có trên sản phẩm Samsung Galaxy Note 20. Và với màn hình của sản phẩm Samsung Galaxy Note 20 thì mình thấy rằng là cái camera của nó làm rất là lớn ở phần mặt trước và chiếm khá là nhiều diện tích khi mà chúng ta so sánh với Note 20 Ultra. Và về phần camera selfie này thì nó sẽ có cho mình cái độ phân giải là 10 chấm, có camera góc rộng, nó hỗ trợ chụp ảnh nhóm một cách tốt hơn. Và chất lượng chụp ảnh của nó thì mình thấy cũng khá là ổn. Nói chung thì camera selfie chỉ có điểm chê duy nhất là nó lớn thôi, còn về chất lượng chụp ảnh thì tương tự nhá. Còn đến với lại cái phần cạnh viền đi, thì mình thấy cạnh viền của sản phẩm Samsung Galaxy Note 20 này nó làm khá là thô. Các bạn có thể nhìn ngay ở những cái phần chi tiết ở bên dưới này, nó không có được làm gọi là chất lượng, nó không có được gia công tốt như là Note 20 Ultra. Những cái phần cạnh viền này nó được cắt khá là thô và những cái thiết kế ở phần cạnh viền thì mình đánh giá không được cao cho lắm. Cũng như là cái phần viền này này, nó cực kỳ dày luôn. Trong khi so sánh với lại Note 20 Ultra, cái viền của nó ấy, nó mỏng xíu à. Đó, nên là một cái điểm mà người dùng cũng không thể nào thích được trên cái sản phẩm Samsung Galaxy Note 20. Và kể cả phần bên trên, các bạn thấy không, thiết kế thì nó hơi bị bình thường quá. Và ở phần mặt sau ấy, thì với sản phẩm Samsung Galaxy Note 20 là một chiếc máy mà có rất là nhiều phiên bản màu sắc. Thì chiếc máy mình đang có ở đây là phiên bản màu xanh ngọc. Thực sự cá nhân mình rất là thích cái phiên bản màu xanh ngọc này, vì nó nhìn nó thanh tao mà nhìn nó đẹp kiểu gì ấy. Nhưng mà rất tiếc là cái phiên bản màu xanh ngọc này nó lại làm từ nhựa các bạn ạ. Khi mà chúng ta gõ vào này, nó có cảm giác không được cao cấp, nó có cảm giác không được liền lạc, nó có cảm giác nó hơi bị ít tiền hơn so với cái danh tiếng của một chiếc Samsung Galaxy Note. Thế nên đây cũng là một cái điểm mà khiến cho người dùng không thích được với sản phẩm Samsung Galaxy Note 20. Còn nói về cụm camera thì ở phần mặt sau của sản phẩm Samsung Galaxy Note 20 thì chúng ta vẫn có cho mình 3 camera. Tuy nhiên thì cái cụm camera này làm sao có thể so sánh được với đàn em đàn anh của nó là Note 20 Ultra. Thì các bạn thấy không, Note 20 Ultra có một cụm camera quá hầm hố và những gì mà Note 20 Ultra làm được nó vượt trội hơn so với Note 20 rất là nhiều. Trong khi đó Note 20 chỉ được trang bị cho mình camera chính 12 chấm, rồi camera telephoto 64 chấm, có camera macro, camera ultra wide là 12 chấm. Nói chung không quá ấn tượng so với sản phẩm đàn anh đàn em của nó là phiên bản Ultra. Và đến với lại phần mềm đi, thực sự là với chiếc Samsung Galaxy dòng Note thì nó cũng sẽ được trang bị phần mềm tương tự như nhau thôi. Khi các bạn sử dụng cái bút thì chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ, ví dụ như là chúng ta có thể là viết lách ở trên cái màn hình hoa quả này. Đó, cái này thì gần như là chức năng của mọi chiếc Samsung Galaxy Note rồi, thì Samsung Galaxy Note 20 thông thường nó cũng như vậy. Đó, hoặc là khi mà chúng ta vào bên trong ấy, thì với sản phẩm Samsung Galaxy Note 20 thì cũng sẽ được chạy cho mình một cái phiên bản One UI gần như là
11 so với phiên bản Ultra. Thế nên là về yếu tố phần mềm thì mình thấy rằng là chúng ta không cần phải cân nhắc, tại vì là Galaxy thì nó đều chạy One UI và những cái tính năng đang có trên những chiếc thế hệ Note và thế hệ S thì nó gần như cũng chẳng có gì khác biệt. Chiếc máy hiện tại của mình thì đang chạy cho mình cái phiên bản Android là Android 11 One UI, One UI 3.1 các bạn, gần như là phiên bản Android mới nhất rồi. Tại vì dẫu sao thì dòng Note vẫn được update nhanh chóng và cũng như là update được những phiên bản Android mới hơn, lâu dài hơn so với những dòng tầm trung giá rẻ đến từ nhà Samsung. Còn về yếu tố là về phần cấu hình trải nghiệm ấy, thì cả hai chiếc Galaxy Note đều được trang bị cho mình con chip Exynos 990 cũng như là con chip Snapdragon 865 Plus thì phải. Vào phiên bản chính hãng thì chúng ta sẽ có cho mình con chip Exynos 990. Cá nhân mình thì mình đánh giá cái con chip Exynos 990 này nó không thực sự là tốt cho lắm. Nếu như Samsung trang bị con 865 lên đây thì ít nhất người dùng còn có lý do để mua. Còn nếu như trang bị con Exynos 990 thì mình thấy rằng là đã không có gì ngon rồi. Màn hình tất cả những thứ ngon nhất đã đắp qua con Ultra rồi, mà lại hiệu năng chỉ có con chip Exynos thì cũng là một cái điểm mà khiến cho người dùng rất là đau đầu, và gọi là sao nhỉ, cái mức doanh thu, cái sản lượng Note 20 bán ra nó càng thấp hơn. Rồi, chiếc máy này thì sẽ có cho mình là 8GB RAM và bộ nhớ trong của nó sẽ là 256GB. Nói chung cũng sẽ là ở cái mức đủ dùng. Và với con chiếc Exynos 990 thì khả năng chơi game của nó thì mình đánh giá nó không được mạnh. Điểm số AnTuTu thì mình cũng đã chấm luôn rồi, thì nó sẽ được ở cái mức là 610.682 điểm AnTuTu với phiên bản vơ chính, thì nó tương đương với con chip là 860 hoặc là ngang với con chip là 855 Plus thôi, chứ không thể nào mà so sánh với 865, hay chúng ta cũng không thể nào mà so sánh được với con chip 888 hay 870 được. Nói chung thì hiệu năng của nó khá là đuối, chỉ phù hợp với những bạn mà chúng ta chơi những tựa game ở cái mức setting tầm trung hoặc là tầm khá đổ về thôi. Còn nếu anh em chơi ở cái mức là tầm cao thì nên bỏ qua đi. Còn đến với phần là trải nghiệm sử dụng hàng ngày thì mình thấy đây là một chiếc máy mà sử dụng rất là mượt. Các bạn thấy không? Mình lướt qua lướt lại hoặc là chúng ta sử dụng những app như là Facebook này, hoặc là chúng ta mở YouTube các thứ thì mình thấy rằng với con Exynos 990 nó vẫn có thể là đáp ứng tốt. Nói chung thì phù hợp với nhu cầu của một người dùng cơ bản, một doanh nhân thôi. Còn đối với anh em game thủ, anh em yêu chip thủ, anh em chip thủ, anh em yêu cấu hình thì đây chưa phải là một cái lựa chọn tốt nhất. Đến với lại phần tiếp theo, đó chính là về phần viên pin. Thì chiếc máy này nó cũng sẽ được trang bị cho mình một viên pin không quá là trâu, chỉ tầm là 4300 mAh, và nó sẽ được trang bị cho mình công nghệ sạc nhanh là 25W. Nói chung thì không quá thoải mái để chúng ta dùng. Nếu bạn dùng liên tục thì chắc được tầm là 4-5 giờ thôi. Còn chơi game thì các chắc cùng lắm ấy, tầm 4 giờ thì đã hết pin rồi. Nói chung là ở cái mức vừa phải. Nó cũng sẽ được trang bị cho mình những công nghệ như là sạc ngược này, sạc không dây này, vân vân và mây mây. Và đặc biệt là với phiên bản chiếc máy làm từ nhựa thôi, nhưng mà với sản phẩm Samsung Galaxy Note 20 nó vẫn có cho mình khả năng kháng nước là IP68 nha các bạn. Nếu bạn không tin thì có thể là kiểm tra trong cái phần sensor, thì chiếc máy này nó vẫn có thể là kích hoạt và chúng ta có thể đo được sensor ở ngay đây để có thể biết được là chiếc máy này nó còn khả năng kháng nước hay không. Rồi, và đó là tất cả những gì mà mình có thể chia sẻ được về cái sản phẩm Samsung Galaxy Note 20. Thì mình thấy đây là một cái sản phẩm quá mờ nhạt khi mà nhà Samsung đã quá ưu ái cho sản phẩm Ultra, mang tất cả những thứ ngon nhất lên nó. Còn với thằng em là Note 20 thì gần như là một đứa con ghẻ, chỉ được trang bị những cái căn bản, những thứ mà đang có trên những dòng điện thoại tầm trung cận cao cấp. Còn nếu nói về một chiếc điện thoại cao cấp thì thực sự là Note 20 chưa làm được điều đó các bạn ạ. Ok, vậy thì các bạn nghĩ gì về chiếc máy này? Và cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là trong tầm giá 15 triệu thì nó hợp lý. Còn nếu như mức giá tầm 20 triệu, 22 triệu như là nhà Samsung công bố thì mình thấy Note 20 nó không đáng mua. Còn các bạn nghĩ sao về nó, đừng quên comment nhé. Rồi, nếu bạn cảm thấy video này của mình hay và hữu ích thì đừng quên để lại một like và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye!